Chipu gặp gỡ nữ diễn viên trẻ hot nhất Cbiz, màn ứng xử tinh tế khiến dân tình thích thú. Năm 2023 chính là một năm đầy thành công của Chipu, khi cô nàng đã có màn trung tiến đầy rực rỡ thông qua việc tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khi đang trong đà nổi tiếng, nữ ca sĩ nhanh chóng chớp lấy thời cơ và nhận lời ghi hình cho nhiều chương trình ở xứ Trung và mở nhà hàng bán phở Việt Nam tại nơi đây. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ lần đầu tiên gặp gỡ nữ diễn viên Cbiz đình đám là Triệu Lộ Từ. Ngay lập tức, màn giáp mặt giữa hai người đẹp trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi ở khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Được biết trước đó trong đêm giao thừa, Chipu đã cơ hội ghi hình trong một chương trình đón năm mới của Đài Hồ Nam. Sau khi xem đoạn video này, cư dân mạng đều bàn tán vô cùng sôi nổi về nhan sắc của Chipu khi ở chung một khung hình với Triệu Lộ Từ. Tự hào nhan sắc của Chipu, không ngại đọ với nhan sắc xứ Trung, năm mới mong chi phát triển hơn nữa, chưa bao giờ thấy Chipu lép vế, Chipu đẹp quá. Nhờ việc tham gia chương trình truyền hình thực tế ở xứ Trung, cùng tính cách thân thiện khéo léo, Chipu đã nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ. Dù vốn tiếng Trung của nữ ca sĩ còn nhiều hạn chế, nhưng mỗi khi xuất hiện ở chương trình, sự kiện tại nước bạn, cô nàng vẫn tự tin dùng tiếng Anh xen kẽ tiếng Trung, ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với mọi người xung quanh. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.